Thưa quý vị, để tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 vào thời khắc giao thừa, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo thời gian, địa điểm tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tại thành phố Bạc Liêu như sau. Chương trình biểu diễn nghệ thuật bắt đầu từ 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 30 Tết tại quảng trường Hùng Vương. Lúc 21 giờ 55 phút, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đọc thư chúc Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đọc xong thư chúc Tết, chương trình bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 22 giờ đêm 30 Tết. Địa điểm phía sau cây đờn kiềm trên quảng trường Hùng Vương. Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa mừng năm mới cũng sẽ được tổ chức tại thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân, Phước Long và Đông Hải.